Thưa quý vị, vấn đề chủ quyền trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời gian này tiếp tục làm người Việt trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm. Mới đây thì luật sư Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh có văn thư về việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo đó. Nhã Chân tường trình việc này. Hôm thứ Tư 29 tháng 4, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong lá thư ngỏ gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Hoàng Sa cùng các cơ quan báo chí tại Việt Nam, luật sư Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng Việt Nam có chủ quyền bất khả xâm phạm đối với hai quần đảo này. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, một trong nhiều thành viên của Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, cho Đài Á Châu Tự Do biết lý do mà Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có quan điểm đó. Cái này thì mới do cái quá trình lịch sử của cha ông ta để lại. Bằng những cái tài liệu mà chúng ta lưu lại, Việt Nam lưu lại đó, thì hai cái quần đảo này là của Việt Nam. Mỗi người Việt Nam ai cũng đều biết cái điều đó. Và trong lưu trữ của Việt Nam và bằng những cái chứng tích đó, mình khẳng định cái đó là chủ quyền của mình. Tôi cho cái điều đó khỏi cần phải bàn cãi. Những cái tranh chấp chủ quyền này thì mỗi nước có một cái cách nghĩ. Nhưng mà đây là chủ quyền của Việt Nam. Đó là điều tất yếu không có thể thay đổi từ cái lịch sử. Thư ngỏ của luật sư Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh được đưa ra vào lúc có nhiều sự kiện cho thấy là chủ quyền Biển Đông dường như được chính quyền chú trọng hơn so với thời gian trước. Đồng thời, phía Việt Nam vừa tiếp nhận một sắc chỉ cổ từ thời triều đại nhà Nguyễn chứng minh chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Hôm 17 tháng 3, Việt Nam lần đầu tiên cho phép hội thảo về vấn đề Biển Đông. Cuộc hội thảo với chủ đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông, lịch sử, địa chính trị và luật pháp quốc tế được Học viện Ngoại giao và Chương trình Nghiên cứu Biển Đông tổ chức ở Hà Nội với sự tham dự của khoảng 100 học giả, nhân sĩ, trí thức, nhà ngoại giao và nhà báo, giữa lúc vấn đề Biển Đông đang dậy sóng. Sang ngày 30 tháng 3 vừa qua, Chính phủ Việt Nam lần đầu tiên phát động phong trào tìm hiểu về biển đảo của Việt Nam cho cả người Việt trong lẫn ngoài nước. Hôm thứ Ba ngày 28 tháng 4, ngay sau khi Trung Quốc phản đối việc Việt Nam chính thức bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch huyện đảo Trường Sa ngày 25 trước đó, chính quyền Việt Nam đáp lại rằng hành động của Hà Nội là đúng pháp luật. Lên tiếng là quan điểm của Việt Nam về vấn đề chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa đã được khẳng định nhiều lần, Bộ Ngoại giao Việt Nam đồng thời tuyên bố là Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo này. Chính quyền Đà Nẵng thời gian gần đây ủy thác cho nhà nghiên cứu Nguyễn Phước Tương soạn thảo một biên khảo về vấn đề chủ quyền đối với Hoàng Sa. Cuốn sách tựa đề Quần đảo Hoàng Sa không thể nhượng quyền của Việt Nam sẽ được xuất bản vào tháng 5 2009. Cũng hôm thứ Ba, trước khẳng định của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố việc bổ nhiệm của Hà Nội là bất hợp pháp và vô giá trị. Nhưng quan trọng hơn, Trung Quốc tái khẳng định là có chủ quyền không thể chối cãi đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như đối với những vùng biển phụ cận. Về cơ sở lịch sử và pháp lý, chứng minh rõ ràng chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo đó, khi được đưa ra trước luật pháp quốc tế liệu có thể bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Việt Nam? Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho biết suy nghĩ của luật sư Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam đã trở thành rất nhiều thành viên của thế giới. Từ khi mà mình gia nhập với thế giới đó, thì mình theo những cái công pháp quốc tế và luật pháp của Việt Nam khi thay đổi nó phù hợp với lại các nước trên thế giới, đặc biệt là trong công pháp quốc tế. Ở trên công ước về biển, vừa rồi Việt Nam cũng ban hành một số các cái luật liên quan đến công pháp quốc tế. Cái việc này thì mình đưa ra đó là mình có đầy đủ những cái cơ sở pháp lý và mình cũng tuân thủ theo những luật pháp quốc tế để mình chứng minh rằng đó là chủ quyền lãnh thổ của mình. Và Việt Nam đã có hàng nghìn năm văn hiến như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng vấn đề ở đây là mình sẽ có đủ chứng cứ khi mình đưa ra. Mình có rất nhiều cơ sở để mà mình làm cái việc này, để mình khẳng định đây là cái chủ quyền của mình. Mình chưa có thói quen đưa ra tòa án quốc tế thôi. Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố sẽ luôn bảo vệ quan điểm là Việt Nam có chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa, và hơn thế, chủ quyền này là bất khả xâm phạm. Tân Chủ tịch Hoàng Sa, sau khi nhậm chức, tuyên bố sẽ tiếp tục cùng toàn dân cả nước đấu tranh để khẳng định chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa là thuộc về Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 28 tháng 4, trong cuộc họp báo về vấn đề đất đai và chủ quyền quốc gia, lập lại với báo giới nước ngoài là Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tường cũng nên nhắc lại, theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển mà Hà Nội phê chuẩn hồi năm 1994, thì chính quyền Việt Nam cần phải thực hiện một số điều theo quy định, trong đó có việc đăng ký yêu sách về thềm lục địa mở rộng trước ngày 13 tháng 5 tới đây. Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đây cho báo chí biết, qua lời Vụ trưởng Vụ Biển Nguyễn Quang Vinh, là Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị đăng ký ranh giới bên ngoài của thềm lục địa.